hôm nay lại là một cái vòng hoa mới. Vòng hoa này cũng dễ, làm giống như những cái trước thôi, không có gì khó hết. Mình đã ngâm nước rồi, phải không? Mình đã bỏ những cái lá xanh rồi, những cái lá xanh là những lá dương thôi, mình có thể dùng bất cứ cái lá gì. Rồi bây giờ mình cho hoa lên, thì hôm nay cái vòng hoa này Ngọc Thi sẽ làm màu trắng và màu tím. Màu tím mùa này là màu chay, mà cũng là màu tím là bên nhà Hiếu họ thích, cho nên là mình sẽ làm cái vòng hoa màu trắng và màu tím. Rồi bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu trên tiếp hoa nha. Mình đã cắt hoa sẵn rồi, thì cái cuốn hoa mình cắt ở bằng này thôi nè, ở chừng 1 inch. Rồi mình sẽ cắm những cái hoa lớn trước để mình chia đều ra, sau đó mình cắm những cái hoa bé xung quanh đó ha. Rồi tiếp tục chúng ta cứ lựa những cái hoa to, chúng ta đều hết xung quanh ha. Rồi sau đó là chúng ta sẽ cắm những phần kia, mình sẽ chen sau nha. Đây là hoa mình đã cắt sẵn. Khi mình ngâm nước xong thì mình lấy nước ra, thì nước nó sẽ có nước, thì mình để cái hoa đó ở dưới đó luôn để cho nó dưỡng, cho nó dưỡng nước. Mình không biết là mình sẽ cần bao nhiêu hoa, nhưng mà từ một cái vòng này á, khi mà một chủ mua hoa ở chỗ mà hơi sale á, thì một chủ mua 6 bó hoa trắng này, thì mình theo cái kinh nghiệm là rất là trước mình làm đó, thì mình thấy là 6 bó là đủ, cho nên mình mua 6 bó ha. Thì mình đã không muốn nó thiếu, cho nên mình sẽ căng. Mình đã mua về nhà rồi, bây giờ thiếu là mình sẽ mất công mệt lắm, mình sẽ chạy đi đâu mua, cho nên mình cố gắng mình căng. Thiếu đủ gì mình cũng phải cho nó đủ nhé. Cho nên là mình cắm gọi là căn bản trước, rồi sau đó mình mới chêm thêm. Bây giờ mình cắm hoa tím đi. Tím thì mình đang định cho nó như vậy, mình cho nó chảy dài trên này và dưới này. Không phải là mình sẽ căng làm sao. Lần đầu tiên cắm cái kiểu này cho nên mình không biết là nó như thế nào đó, nên mình đang phân phân cho nó lạ lạ như thế. Nó có hai màu tím đậm và tím lợt nè, thì mình sẽ chêm ha. Cái loại hoa này á, mình rất là thích là vì nó sống rất là dai. Không cái này mỗi lần mà nhà mình có cắm bông á, mình cũng hay chọn cái loại này á. Nó rất là dai luôn, rất là tươi, rất là dai. Cho nên mình sẽ cắm thử nha. Mình nhớ khi mình cắt bông á, mình phải cắt theo cái kiểu là nó có cái cạnh, nó có cái cạnh nhọn nhọn để dễ cắm xuống. Mình cứ cắm đi, xong rồi cứ vô cái mình chơi sau. Cái dài thì cắm trước, cái bé thì cắm sau. Mình cho như cái này là nó một tí vậy thôi, đơn giản thôi. Mình cứ làm sao mình tạo cái ra được thì mới là quan trọng. Làm sao mình không có bị hư mút nha, mình cắm làm sao mình có bị hư mút. Tại vì khi mà mình cắm mình ấy nhiều quá đó thì nó sẽ bị hư mút. Mình cắm ra, cắm vô là nó sẽ bị hư mút, mà khi mà nó bị bể mút như vậy á thì hoa nó không có giữ. Mình sẽ còn chêm nữa, mình không biết là nó sẽ như thế nào nha. Mình sẽ cố gắng làm sao cho nó ra thôi. Rồi bên dưới đi.
thấy nhiều vậy đó, nhưng mà nhiều khi là ta chỉ cắm thiếu rồi nha, nên mình phải cắm đừng để bị thiếu. Ok rồi, chúng ta cứ tiếp tục làm như vậy thì cái màu tím của chúng ta nó đang chảy dài xuống đây. Chảy dài xuống đây thì chúng ta làm sao mình cho nó đẹp thôi ha. Mình theo cái cách của mình, mình làm sao cho nó có một cái xíu màu tím chảy như vậy thôi. Thì cũng còn mấy cái này thì giờ mình cũng sẽ chêm cho nó, mình thấy cho nó đầy. Thường thường mình phải đứng xa xa, ngắm. Mình ngắm coi chỗ nào còn thiếu thì mình cho vô, vậy đó. Mình ngắm chỗ nào mà mình thấy cho nó, mình muốn cho nó cu, cho nó đầy thì mình cho vô thôi. Chỉ còn một vài cành bé bé. Nếu mà mình thích cắm những cái loại như vậy nè, thì mình đi đâu mà mình thích cái gì đẹp á, mình nên chụp lại xong rồi mình về mình bắt chước. Mình cũng là bắt chước thôi, chứ thực ra mình cũng không có biết gì nhiều đâu. Mình thấy đẹp đẹp thì mình về mình phân nó ra, mình thấy hay hay thì mình phân nó ra thôi. Hoa này này mình cứ cắm theo cái chiều mà nó ngửa cái mặt này ra ngoài này. Đó, nhìn cho nó đầy, mình không để ý thì cái mặt nó sẽ được đi vô bên trong. Trời, có những cái bình hoa đó mình thấy rất là nghệ thuật, rất đẹp, mình mê lắm, mình hay chụp lại. Mà nhiều khi mình không có cơ hội để mà mình cắm, vì ở đây á, hoa khác. Nhất là khi mình mỗi lần về Việt Nam mà đi lễ như thờ Việt Nam. Ở như thờ Việt Nam các sơ cắm hoa cũng rất là đẹp, mà ở đó nó có nhiều loại hoa mà nên mình không có. Nhiều khi mình học ló cái kiểu đó, mà giờ về đây không có để mà mình thử cái kiểu đó, cho nên cũng không biết sao luôn. Mình bây giờ là cũng mình cắt nắng lắm, nóng quá, cho nên là bây giờ mình đã bị một cái xíu. Rồi xong ha, vậy là xong rồi. Bây giờ mình sẽ chêm hết cái hoa màu trắng rồi chêm tạc luôn đó. Cái mấy cái loại này là mình phải cắm cho nó dày hết thì mới ra đẹp nha. Mình cứ tiếp tục, những cái hoa lớn mình cắm xuống giữa, những hoa bé thì mình cắm xung quanh đó. Mình đứng xa xa thôi, thấy chưa, thấy nó cũng tạo được một tí xíu ha. Rồi tiếp tục làm cho tới hết bằng đó luôn nha. Sau khi tất cả những cái hoa lớn chúng ta cắm hàng xuống giữa, rồi những cái hoa lớn chúng ta cắm hàng ngoài, rồi chúng ta cắm hàng trong, thì chúng ta sẽ chêm những cái chỗ nào mà nó hở, mình thấy nó màu đen đen á, nó hở mình sẽ chêm nó vô. Mình còn những cái hoa nhí nữa, mình còn những cái hoa nhí thì mình sẽ chêm nó vô nha. Ví dụ những cái chỗ này nè, mình thấy nó đen đen như vậy nè, có nghĩa là mình nên chêm nó vô cho nó đầy, chêm nó vô. Những cái cánh hoa này là mình là cắt khoảng chừng là 1 inch hay là dài hơn 1 inch một tí xíu. Thường thường mình thấy 1 inch là đủ lắm. Mình chân hết nó ra ha, vẫn còn một tí xíu này. Mình mua 6 bó hoa thì sau khi mà mình cắt hết những cái hoa to đó, nó còn những cái nụ xanh này,
nếu mà những cái vòng hoa lớn quá, mình còn nhiều chỗ, mình cũng có thể dùng những cái mụn này mình chêm. Thì cái này là 6 bó, mà mỗi bó là có 5 cây. Thì các bạn cũng có thể mua 5 bó thôi, rồi mình tận dụng hết những cái này, mình bỏ vô, nhìn nó cũng không có khác biệt gì đâu. Nhưng mà tại vì lần trước mình xài cái vòng kia hình như là nó dày hơn, mình nhớ là 6 bó cho mình mua 6 bó. Chứ thực ra cái này mình mua 5 bó cũng được. Những cái nụ này mình có thể tận dụng được hết. Tại vì những cái nụ này khi mà mình chêm vô các cái lỗ này này thì đâu có ai biết là nụ hay là hoa. Nhưng mà nó cũng là kín hết. Nó kín hết trong một cái vòng hoa. Có nghĩa là mình muốn cho nó là hoa hết. Rồi mình đi sơ xa mình ngắm. Mình đi sơ xa mình ngắm. Mình thấy nó cũng được rồi đó phải không? Dạ yeah, cũng được rồi đó. Thì bây giờ mình nghĩ là ok. Rồi bây giờ là mình thấy là mình còn dư cái lá dương. Mình dư cái lá dương. Thì bây giờ mình sẽ cắm thêm cái lá dương cho nó xăng vô. Đó, mình cắm thêm những cái lá dương. Cái lá dương này nè, mình mua cũng chỉ cần một bó thôi, không cần nhiều. Mấy cái lá dương này nè, mình đã cắt rồi nha. Nó là nó từ những cái cây như vậy. Mình đã cắt rồi, mình đã cắm rồi, thì giờ mình còn dư đó. Mình cắm thêm vô cho nó dày. Cho nó dày thêm vô. Thêm như thì mình cho nó ấy thôi, mình nhớ chia đều xung quanh nha, tại vì mình còn dư đó. Thì nếu mà mình muốn dày á thì Ngọc Thủy nghĩ là phải 2 bó, chứ nếu mà 1 bó thì nó hơi lỏng lẻo đó. Nếu mà mình muốn cho nó dày thì nếu mà mọi người muốn đỡ không có bị mất hoa đó, mình có thể ra phía sau mình cắm ngược lên nha. Mình thấy mình ra phía sau mình cũng thấy cái chỗ nào trống mà mình cắm ngược lên để nó không có vùi cái cánh hoa mà mình đã cắm. Tại vì thường thường người ta phải cắm cái nền hoa trước đó, cái dây soi, cái nền xăng trước, cho nên hoa thì nó nằm trên cái nền xăng. Cái chỗ này, cái lỗ này là mình ra xong mình cắm ngược vô để mình khỏi nếu mà thấy mình thấy nó vẫn còn trống thì mình cũng có thể cắm từ đây. Mình làm sao mình có làm cho cái cánh hoa của mình nó bị mót vô nha. Cái bó dương này thì tương đối là cái giá nó rẻ, mình có thể là mua nhiều nhiều để mình cắm. Mình cứ nhận trên là mình trống nè. Quên chỉ cho mọi người cắt cái lá dương. Với cái kiểu cắt cái lá dương, nếu mà mình biết cắt á, mình cắt nó vui da lắm. Còn nếu mà mình không ấy thì nhiều khi mình cắt mình thấy nó bị thiếu, giống như là mình thấy bỏ đi nhiều. Rồi tạm thời là xong. Bây giờ tới khâu làm nơ nha. Mình phải có một cái nơ cho nó. Bây giờ tới khâu làm nơ thì thường thường mình hay mua những cái nơ to bản như vậy nè, làm cho nó nổi. Thì hôm nay thì cái màu này thì mình sẽ dùng giữa màu trắng và màu tím, mình có cả màu tím nữa. Nếu mà mình cho cái màu tím đậm hơn thì nó sẽ đẹp hơn, nhưng mà mình nghĩ hôm nay mình sẽ dùng cái màu tím này. Thì mình có thể xếp nơ hay như thế nào, hôm nay mình làm một cách đơn giản, mình chỉ việc bỏ vô như vậy thôi. Lúc nãy mình có bỏ những cái cành ở đây, nhưng mà sau khi mình nghĩ là mình sẽ bỏ một cái nơ tới 4 cánh nè, thì nó hơi nhiều, cho nên mình sẽ lấy bớt cái này ra rồi mình bỏ cái này vô coi nhìn nó như thế nào. Nếu mà mình cần chêm thì mình chêm, còn không cần chêm thì mình để lại cũng được ha. Thì mình đại khái là mình cũng đã có một cái ý tưởng. Nhiều khi mình làm cái nơ mình để đây hay để đâu, nhưng mà cái nơ hôm nay á thì mình nghĩ là mình sẽ để đây. Mình là dùng cái kẽm này này để mình chỉ cho các bạn nếu mà có ai thích xài cái kẽm này. Mình dùng những cái loại kẽm này nè, nó mềm mại
và nó dễ bẻ tới bẻ lui này, thấy không? Ở mua ở Michael có hết nha. Thì mình sẽ dùng cái màu trắng. Mình dùng cái màu trắng. Và mình nghĩ mình sẽ để như vậy, mình đã viết chữ rồi. Thì mình nghĩ là mình sẽ để như vậy. Thì thấy sao này? Chúc mọi người có thể làm những cái vòng hoa mà mình yêu thích để mình gửi tặng cho những người thân thương, những người bạn bè, hoặc là nhiều khi mình muốn làm từ những cái này mình có thể xăng lên mình làm những cái gì mình thích ở nhà của mình. Thực ra thì cái này mình chỉ chia sẻ là vì mình thích, mình học hỏi, mình biết sơ sơ thì mình chia sẻ, chứ mình không có phải là trường lớp gì hết, mình cũng chẳng có phải là căn bản gì hết. Mình chỉ làm theo cái ý thích, mình thấy mình làm được, mình có thể chia sẻ cho mọi người để mọi người cùng làm. Vì mình nghĩ là nhiều khi chúng ta chưa thử, chúng ta tưởng là khó, nhưng mà khi thử rồi rất là dễ. Thì khi mình thấy quá dễ, mình nói ồ cái này dễ quá để mình chia sẻ cho mọi người. Thì mong là mọi người tiếp nhận những cái nhỏ nhỏ mình chia sẻ để làm niềm vui của cuộc sống nha. Thì nếu mà ai nếu mà mình đi nhanh, tại vì thực sự mình không phải là giảng dạy gì cho nên mình cũng không biết cách nói, mà không hiểu cái gì thì có thể cho mình biết, mình sẽ chỉ thêm. Đối với các bạn, cũng với các bạn thấy có được không, nhưng mà mình thấy thì cũng tạm được, không có đẹp nhưng mà tiện, nhưng mà với tấm lòng của mình gửi tới gia đình thì mình cảm thấy mình rất gia đình mình vui, cho nên chia sẻ mình với các bạn nha. Thank you, bye bye, hẹn gặp lại lần sau nha, bye.